Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 21 tháng 5 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng vẫn đang tiếp diễn ở nhiều khu vực trên cả nước. Hôm nay cũng như ngày mai, diện nắng dự báo tiếp tục mở rộng ở khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với cường độ gay gắt. Đợt nắng nóng diện rộng này dự báo kéo dài đến hết ngày 24 tháng 5. Mức nhiệt ở khu vực Bắc Bộ trong ngày hôm nay có cả thủ đô Hà Nội vẫn ở mức cao, từ 35-38 độ, trong đó một số nơi thuộc khu vực Tây Bắc và tỉnh Hòa Bình thì nhiệt độ ở mức từ 37-39 độ, kèm theo đó là độ ẩm không khí giảm thấp, trời nắng nóng gay gắt. Chỉ riêng các tỉnh thành ven biển thì nhiệt độ giảm hơn, dao động ở mức từ 32-35 độ. Lưu ý về chiều tối và đêm thì mưa sẽ xuất hiện rải rác ở một vài nơi, tuy chỉ là những cơn mưa dông nhiệt và xuất hiện cục bộ, nhưng sau một ngày nắng nóng hầm hập thì khả năng mưa sẽ đi kèm với những hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sấm sét và gió giật mạnh, nên quý vị cần hết sức lưu ý, chủ động phòng tránh. Nơi nắng nhiều và nhiệt cao nhất trên cả nước trong tuần này vẫn là khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Mức nhiệt cao nhất tại khu vực này phổ biến từ 34-37 độ, tại vùng núi phía Tây từ 37-39 độ. Dự báo mức nắng nóng gay gắt này vẫn còn tiếp tục duy trì trong ít nhất là từ 4-5 ngày tới. Đáng lưu ý là mức nhiệt cao, độ ẩm không khí thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên nguy cơ cao xảy ra cháy ở khu dân sinh và cháy rừng. Ngoài ra thì nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể. Về chiều tối thì cục bộ cũng vẫn xảy ra những cơn mưa dông nhiệt. Người dân cần cảnh giác cao với khả năng xảy ra sấm sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Còn tại các tỉnh thành Nam Trung Bộ, thời tiết ít biến động, ngày trời có nắng với nhiệt độ dao động từ 32-34 độ, có nơi trên 35 độ. Khoảng thời kỳ từ ngày mai 21 tháng 5 trở đi thì các tỉnh thành phía Nam của khu vực như Ninh Thuận hay là Bình Thuận sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác về chiều tối, nên nhiệt độ có xuống giảm nhẹ khoảng từ 1-2 độ khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Do đang bước vào mùa mưa, gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn nên về chiều tối trên khu vực sẽ có mưa nắng gián đoạn, nên nhiệt độ tại khu vực này cũng giảm dần, phổ biến từ 31-34 độ trên toàn khu vực. Về đêm thì thời tiết mát mẻ trên cả hai khu vực. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua, các mô hình dự báo trên thế giới liên tục đưa ra cảnh báo về một vùng áp thấp được hình thành ở giữa Biển Đông. Theo dự báo, trong ngày 24 đến ngày 25 tháng 5, tại khu vực giữa Biển Đông sẽ hình thành một vùng xoáy thấp và có khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão. Theo dự báo này thì hoàn lưu áp thấp nhiệt đới hay là bão có khả năng gây thời tiết xấu cho Biển Đông và đất liền nước ta. Tàu thuyền hoạt động tại vùng biển giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, vùng biển ngoài khơi Nam Trung Bộ, Nam Bộ nên hạn chế ra khơi trong thời điểm này. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên là từ 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, tập trung ở đồng bằng Trung Du. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ, giữa khu vực đồng bằng có nơi trên 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, riêng vùng núi có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận có mây, phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Riêng vùng núi có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.
Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Nam từ 32-35 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5, đêm có lúc cấp 6, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.